Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời của mình thật vất vả lận đận, dù đã cố gắng rất nhiều mà kết quả cũng chẳng khấm khá hơn được là bao, tiền bạc cứ thế lần lượt đội nón ra đi, phúc lộc tiêu tán hay không? Thậm chí đã từng có lúc kiếm được rất nhiều tiền trong tay, thế nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn thì nghèo vẫn hoàn nghèo, khó khăn chồng chất. Xét theo quan niệm tâm linh, những điều này xảy ra rất có thể là bạn đã vô tình phạm phải các sai lầm cấm kỵ trong phong thủy, khiến thần linh cổ trách, sóng gió trăm bề. Vậy đó là những sai lầm nào mà nguy hiểm đến vậy? Liệu bạn có đang vô tình mắc phải hay không? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay nhé! Cả năm nghèo sơ sát vì mắc phải lỗi phong thủy cấm kỵ này, tiền vàng đội nón ra đi. Lỗi thứ nhất, để cho tường nhà chốc lở, nứt toác. Bạn hãy nhớ rằng bức tường trong nhà ở cần phẳng phiu vững chắc, chẳng những do yếu tố an toàn mà còn để tốt cho phong thủy nhà ở nữa. Tường nứt vỡ, nhất là tường ở Thần Minh Đường mà có dấu hiệu hư hỏng, là hiện tượng cực kỳ không tốt, báo hiệu trong nhà sắp có người lâm bệnh hay vướng phải tai họa. Điềm báo đã có mà lờ đi như không biết, tới lúc tai họa ập xuống thì không còn chỗ để tiếc nuối nữa đâu. Lỗi thứ hai, để cánh cửa bị cong vẹo nứt vỡ. Khung cửa và cánh cửa là nơi đón tài lộc về nhà. Nếu bạn phát hiện ra khung cửa hay cánh cửa nhà mình có dấu hiệu cong vẹo hay nứt vỡ thì tốt nhất nên tìm cách khắc phục ngay. Cửa ra vào không được tử tế, chẳng những thần tài không lui tới mà còn chiêu gọi thần túng thiếu đó. Lỗi thứ ba, để cây cối trong nhà bị héo úa, khô chết. Nếu cây cảnh trồng trong nhà dần héo úa, lá vàng vọt, khô dần thì đó là điềm báo phiền phức sắp gõ cửa nhà bạn. Đến mùa cây cối rụng lá là chuyện bình thường, nhưng nếu bỗng dưng cây cảnh trong nhà phần lớn đều lâm vào tình trạng trên thì gia chủ cần đề phòng họa khẩu thiệt thị phi, kiện tụng khiến tiền bạc tiêu tan trong chớp mắt. Lỗi thứ tư, trong nhà có bức tranh treo siêu vẹo, tượng người đổ lệ. Nếu nhà bạn treo tranh họa lại ông bà tổ tiên mà bỗng dưng một sớm tỉnh dậy thấy tranh bị siêu vẹo không rõ nguyên nhân, hay tranh hoặc tượng người trong nhà bỗng nhiên đổ lệ ở ngay gần khóe mắt thì đó là điềm báo không lành. Có thể sắp tới người trong nhà sẽ gặp phải tai họa, chuyện làm ăn buôn bán hay tình hình tài chính không được tốt, nên đề phòng chú ý. Càng không thể không theo dõi xem bản thân có không giữ được tiền trong tay không, đồng thời nhanh chóng tìm cách hóa giải tai họa. Lỗi thứ năm, đặt phòng bếp sát phòng ngủ và có mặt sàn khá cao. Phòng bếp là nơi có nhiều khói bụi dầu mỡ, mà phòng ngủ lại là nơi nghỉ ngơi của gia chủ. Vậy nên gia chủ cần tránh đặt phòng bếp sát phòng ngủ. Điều đầu tiên trong những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở là để đảm bảo về yếu tố vệ sinh và tránh được tình trạng mùi trong phòng bếp bay vào phòng ngủ, khiến bầu không khí trong phòng ngủ không được trong sạch, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trong phòng. Ngoài ra, nếu sàn phòng bếp quá cao hơn phòng khách thì không những sẽ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ vì có một vị trí cao bất thường nổi lên, mà theo phong thủy nhà ở, nó còn gây bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng. Bởi phòng khách là nơi tiếp khách, đại diện cho vị thế của người đàn ông, còn phòng bếp đại diện cho người phụ nữ. Nếu phòng bếp cao hơn phòng khách, dễ khiến người ta hiểu rằng vị trí của người vợ lấn át người chồng. Lỗi thứ sáu, không nên để nhà quá gần đường lớn.
Người xưa quan niệm một trong những điều kiêng kỵ khi xây nhà là không nên xây ở cuối đường, trong tận cùng những con hẻm nhỏ, vì vị trí này phong thủy cực xấu, bị các ngôi nhà xung quanh che chắn, khiến dương khí không thể vào được mà âm u toàn ám khí, khiến cho tài lộc cũng khó lòng len lỏi. Cũng không nên xây nhà ở quá gần đường lớn, vì đây là vị trí sát thương. Thực tế đã chứng minh điều này là đúng, bởi khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là va chạm của những xe ô tô, xe tải lớn, thì ngôi nhà nằm quá gần đường rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí là sập một góc tường nhà, nguy hại tới tính mạng những người sống trong đó. Lỗi thứ 7, xây nhà có tường quây quá cao. Bạn cũng không nên xây tường bao quá cao, vì như vậy vừa làm mất tính thẩm mỹ, lại vừa khiến cho người sống trong nhà có cảm giác không thoải mái, giống như bị giam cầm. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi làm nhà. Xét theo tính phong thủy thì xây tường bao quá cao sẽ làm hạn chế lượng ánh sáng tự nhiên vào nhà, khiến cho ngôi nhà trở nên âm u và tối tăm hơn. Lỗi thứ 8, đặt gương đối diện với cửa chính. Phòng khách là căn phòng quan trọng nhất trong nhà, vì vậy cần phải đặc biệt chú ý tới việc bài trí trong phòng này. Một trong những sai lầm mà mọi người hay mắc phải chính là để gương đối diện với cửa chính. Gương đối diện với cửa chính sẽ sinh ra tà khí rất lớn, không chỉ ảnh hưởng đến tài vận của người trong gia đình mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tuy nhiên, thông thường các gia đình đều đặt gương cố định, rất khó di chuyển hoặc thậm chí là không thể di chuyển. Lúc này chỉ có thể đặt vào giữa gương và cánh cửa chính một bức bình phong che gương lại, hoặc là treo rèm châu ở cửa chính. Quý vị thân mến, chắc hẳn trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta đã ước rằng mình sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng được suôn sẻ thuận lợi đúng không nào? Có nhiều người nghĩ rằng thần may mắn sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với mình, vậy nên khi thời cơ đến, chúng ta đã vô tình bỏ lỡ trong tiếc nuối. Vậy làm thế nào để nắm bắt được mọi cơ hội đến với mình và sẵn sàng đón nhận may mắn trong tương lai? Theo các chuyên gia tử vi số mệnh chia sẻ, thì bạn chỉ cần tinh ý quan sát một chút là sẽ dễ dàng nhận ra các dấu hiệu may mắn xung quanh mình. Vậy đó là những dấu hiệu nào? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, chó chạy vào nhà. Dân gian có câu, mèo vào thì khó, chó vào thì sang. Người ta quan niệm rằng khi ai đó tặng bạn một con chó, hoặc có một con chó nào lạc chủ chạy vào nhà bạn, thì hãy hoàn toàn yên tâm, vì đó chính là một điềm lành. Theo đó, nếu thấy chó chạy vào nhà thì đây là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy gia chủ sắp gặt hái nhiều thành công, đường tài vận đang lên và đường tình duyên sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp. Trong các con vật, chó là một loài động vật trung thành và gần gũi nhất với con người. Chính vì thế, theo quan niệm tâm linh, khi chó chạy vào nhà còn báo hiệu cho bạn biết bạn sắp gặp được những người bạn chân thật và đáng tin cậy trong đời. Người luôn giúp bạn vượt qua những chướng ngại khó khăn trong cuộc sống. Thông thường khi thấy con chó có lông màu vàng vào nhà sẽ mang đến hạnh phúc, thịnh vượng, niềm vui. Còn con chó có lông màu đen thì mang lại sự an toàn, giàu có, sung túc. Với chó lông màu trắng cũng có nghĩa là đường tình duyên của bạn sắp gặp vận may. Thứ hai, phân chim rơi vào đầu. Nghe thì vô lý, nhưng đây cũng là một trong những điềm báo bạn sẽ gặp may mắn sắp tới. Bởi lẽ, chim được xem là dấu hiệu báo tin vui, mang những điều tốt lành đến với gia đình. Nếu vô tình phân chim rơi vào đầu, đừng vội tức giận, bởi người ta tin rằng đó chính là sự giàu có đến từ thiên đường.
biết đâu nó sẽ mang theo cơ hội tin tốt lành đến cho bạn. Thứ ba, rơi làm tổ trong nhà. Một trong những điềm báo bạn sẽ gặp may mắn đó là trong nhà xuất hiện tổ rơi. Rơi là loài vật không những có màu tối mà còn sống trong bóng tối, chuyên hoạt động về đêm. Nhiều người cho rằng gặp rơi thì sẽ gặp điềm gở và chuyện chẳng lành. Đây là một quan điểm sai lầm, bởi lẽ theo quan niệm phong thủy, rơi là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng. Người xưa cũng tin rằng loài vật này sẽ tìm đến những nơi có vận khí tốt để làm tổ, bởi cảm nhận của rơi rất nhạy bén, chúng có thể ngửi ra nơi có khí tốt lành. Thứ tư, được cho tiền vào những ngày may mắn. Vào những ngày may mắn, những dịp đặc biệt mà có ai đó cho bạn tiền thì bạn hãy nên vui mừng, không chỉ bởi giá trị vật chất của tờ tiền đó mà đây còn là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ gặp may mắn trong thời gian tới. Những ngày được coi là may mắn như ngày mùng 1 trong tháng hay những ngày hợp với tuổi của bạn mà bạn được trả nợ hoặc ai đó đem lại cho bạn một tin tốt lành có lợi lớn cho dự án hay công việc của bạn thì đó được coi là đồng tiền may mắn. Chính vì thế, bạn đừng từ chối những đồng tiền may mắn này nhé. Nó sẽ mang lại cho bạn những cơ may tiếp theo. 8 lỗi phong thủy cấm kỵ khiến tài lộc thất thoát, tiền bạc đội nón ra đi. Thứ nhất, để cho tường nhà bị chóc lở nứt toác. Thứ hai, để cánh cửa bị cong vẹo nứt vỡ. Thứ ba, để cây cối trong nhà bị héo úa khô chết. Thứ tư, trong nhà có treo bức tranh bị siêu vẹo. Lỗi thứ năm, đặt phòng bếp sát phòng ngủ và có mặt sàn khá cao. Thứ sáu, không nên để nhà quá gần đường lớn. Thứ bảy, xây nhà có tường quây quá cao. Thứ tám, đặt gương đối diện với cửa chính. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.